Chào em trai, nay muốn đổ gì? Nay lò đang ế, ủa quên, đang rảnh nên bảo em nhanh gọn lẹ luôn. Cho em gửi bán cái bô nha. Gì nữa đây ba, sau nay bán đồ nữa. Bộ hết tiền vẫn gậy Đà Lạt hả? Đâu có, tại mấy nay nghe ngoài Bắc mưa lũ quá nên em muốn góp xíu ủng hộ đồng bào. Mà kẹt cái đang hết tiền nên em mới... Thằng này coi vậy mà tình nghĩa mày. Anh thích chú rồi đó. Tính bán nhiêu anh mua giùm cho. Dạ 10 triệu. Gì? Bô này 10 củ dữ vậy cha? Bộ mày tưởng tao không biết giá hả? Thì bán được nhiêu em cũng mang đi gửi hết mà. Anh mua giá đó cũng như anh hỗ trợ mọi người chung với em vậy đó. Ok, nghe cũng hợp lý đó. Tiền nè, chừng nào xong anh nhớ gửi hình chuyển khoản tao coi nữa nha. Ok anh. À quên, còn món nữa nè, anh mua luôn không? Món gì nữa? Em còn cái bô rồi nữa, anh lượm giùm em con Cái đi. gì vậy bà nội? Thời nào mà còn xài bô này nữa ba ơi. Hàng này giờ tao mua bán lại cho ai? Thì mua treo ở tiệm làm kỷ niệm cũng được mà anh. Một thời đỉnh cao với bộ. Rồi, này bán nhiêu nói lẹ. Này thì anh đưa nhiêu em lấy nhiêu à. Vậy cầm này uống Red Bull chơi. Rồi, về đi. Nhớ gửi hình chuyển khoản tao coi nữa nha. Anh ơi, anh mua giùm em cái kiến chưa Anh ơi, ơi, em có bán em cái gì rồi xe ok. anh ơi. Anh mua hết. Hôm nay anh chơi tới bến với tụi em luôn. Tất cả vì miền Bắc thân yêu. Anh em Racing Boy mãi đỉnh. Tháng đã trôi qua.